Cô Ngọc Lan chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường. Hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu bài số 7, phương trình quy về phương trình bậc 2. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là giới thiệu về phương trình trùng phương. Phần thứ hai là giới thiệu về phương trình chương ở mẫu. Và phần thứ ba là giới thiệu về phương trình tích. Chúng ta bắt đầu ở phần thứ nhất nhé. Thế nào là phương trình trùng phương? Phương trình trùng phương là phương trình có dạng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c bằng 0, a khác 0. Và để giải phương trình trùng phương, chúng ta sẽ làm 4 bước sau. Bước số 1, chúng ta sẽ đặt x bình bằng t và điều kiện là t lớn hơn bằng 0. Sau đó phương trình trở thành at bình cộng bt cộng c bằng 0. Bước thứ hai là chúng ta sẽ giải cái phương trình bậc 2 này theo t và chúng ta nhận t lớn bằng 0 và loại t nhỏ hơn 0. Bước thứ ba là chúng ta sẽ thay x bình bằng t vào và chúng ta tìm x bằng công thức là cộng trừ căn t. Và bước thứ tư là chúng ta sẽ kết luận số nghiệm của phương trình. Chúng ta sẽ áp dụng 4 bước này vào giải phương trình sau. Phương trình này là phương trình trùng phương và cô đặt đây là phương trình số 1. Ở bước số 1, ta sẽ đặt t bằng x bình và điều kiện các em nhớ là t lớn hơn bằng 0. Thì khi đó phương trình trở thành 4t bình cộng t trừ 5 bằng 0. Bước thứ hai, chúng ta sẽ giải phương trình bậc 2 này theo những cách đã học. Thì ta được hai nghiệm t1 bằng 1 và t2 bằng âm 5 phần 4. Thì các em sẽ nhận t bằng 1, lý do nó là số dương. Và chúng ta loại t2 là âm 5 phần 4 bởi vì nó là số âm. Và bước thứ ba, chúng ta thay t bằng x bình thì ta được x bình bằng 1. Và chúng ta giải tiếp thì ta được x bằng cộng trừ căn 1, tức là bằng cộng trừ 1. Như vậy phương trình này có hai nghiệm, do đó ta có tập nghiệm s bằng 1 và trừ 1. Chúng ta qua ví dụ B. Ta có phương trình 3x mũ 4 cộng 4x bình cộng 1 bằng 0. Đây cũng là phương trình trùng phương và cô đặt đây là phương trình số 2. Bước 1, chúng ta đặt t bằng x bình và điều kiện là t lớn bằng 0. Khi đó phương trình trở thành 3t bình cộng cho 4t cộng 1 bằng 0. Và ở đây các em sẽ sử dụng cái cách giải phương trình bậc 2 đã học. Thì em được hai nghiệm, đó là t1 bằng âm 1, chúng ta loại, và t2 bằng âm 1 phần 3, chúng ta loại. Bởi vì 2t tìm được, chúng ta đều loại hết, tức là phương trình 2 vô nghiệm, do đó tập nghiệm của nó sẽ là s bằng rỗng. Như vậy cô và các em vừa giải xong hai ví dụ của phương trình trùng phương. Và ở đây các em nhớ cho cô đó là nếu 2t mà chúng ta đều nhận hết thì mỗi t sẽ tìm được 2x. Như vậy phương trình trùng phương có thể nó sẽ có tối đa là 4 nghiệm. Vừa rồi cô đã giới thiệu xong về phương trình trùng phương. Chúng ta qua dạng phương trình thứ hai, đó là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Ví dụ cô có phương trình chương ở mẫu, thì phương trình này các em đã học ở lớp 8 rồi. Để giải phương trình này, chúng ta sẽ thực hiện 4 bước. Bước số 1 là chúng ta đi tìm điều kiện xác định của phương trình. Bước thứ 2 là chúng ta quy đồng khử mẫu hai vế của phương trình. Và bước thứ 3 là chúng ta giải phương trình vừa tìm được. Bước thứ 4 đó là trong các giá trị vừa tìm được của ẩn, thì chúng ta sẽ loại các giá trị không thỏa điều kiện xác định và chúng ta nhận các giá trị thỏa điều kiện xác định. Thì khi đó ta được nghiệm của phương trình đã cho. Chúng ta sẽ áp dụng 4 bước này vào giải phương trình sau. Thì trước khi tìm điều kiện xác định, các em nhớ là hãy phân tích các mẫu thành nhân tử. Ở đây mẫu x bình trừ 9, cô phân tích thành là x trừ 3 nhân x cộng 3. Như vậy, điều kiện xác định chúng ta tìm được đó sẽ là x trừ 3 khác 0, tức là x khác 3, và x cộng 3 khác 0, tức là x khác trừ 3. Bước số 2, chúng ta sẽ quy đồng và khử mẫu hai vế phương trình. Thì mẫu thức chung đó là x trừ 3 nhân x cộng 3. Chúng ta so mẫu thứ nhất với mẫu thức chung giống nhau nên ta sẽ giữ nguyên phân thức. Còn mẫu thứ hai so với mẫu thức chung thiếu x cộng 3 nên ta lấy cả tử và mẫu của phân thức này, ta nhân với x cộng 3. Sau đó chúng ta khử mẫu hai vế phương trình thì ta được x bình trừ 3x cộng 6 bằng x cộng 3. Chúng ta sẽ thực hiện biến đổi và chuyển vế thì ta được phương trình dạng tổng quát, đó là x bình trừ 4x cộng 3 bằng 0. Đây là phương trình bậc 2, các em đã học cách giải rồi phải không nào? Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện giải và ta được hai nghiệm, đó là x bằng 1 hay x bằng 3. Thì so với điều kiện xác định, x bằng 1 thỏa điều kiện xác định nên chúng ta sẽ nhận, và x bằng 3 nó không thỏa điều kiện xác định nên chúng ta loại. Và tới bước thứ tư là chúng ta sẽ kết luận nghiệm của phương trình. Thì ở đây nghiệm phương trình là x bằng 1 nên ta có tập nghiệm s bằng 1.
Như vậy cô và các em đã giải xong phương trình chữ ăn ở mẫu. Chúng ta sẽ qua tiếp dạng thứ ba, đó là phương trình tích. Phương trình tích là phương trình có dạng AX nhân BX nhân CX vân vân bằng 0. Thì để giải phương trình này, chúng ta sẽ áp dụng công thức AX nhân BX nhân CX bằng 0 thì ta tương đương AX bằng 0 hay BX bằng 0 hay CX bằng 0 vân vân. Chúng ta áp dụng vào giải phương trình sau. Câu A, ta có phương trình x cộng 1 tất cả nhân x bình cộng 2x trừ 3 tất cả bằng 0. Cô đặt đây là phương trình số 1 và phương trình này là phương trình tích vì nó có vế phải là số 0 và vế trái là tích của hai đa thức. Thì áp dụng công thức vừa học thì ta có hai trường hợp, đó là x cộng 1 bằng 0 hay x bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Thì cái phương trình này cô đánh dấu là phương trình số 2. Và chúng ta sẽ áp dụng các cách giải phương trình bậc 2 đã học thì ta ra được hai nghiệm, đó là x1 bằng 1 và x2 là bằng trừ 3. Như vậy từ cả hai trường hợp thì phương trình này ta tìm được 3 nghiệm. Nghiệm thứ nhất x1 bằng trừ 1, nghiệm thứ hai x2 bằng 1 và x3 bằng trừ 3. Chúng ta tiếp tục giải phương trình ở câu B, x mũ 3 cộng 3x bình cộng 2x bằng 0. Cô gọi đây là phương trình số 1. Ta thấy vế phải của phương trình là số 0. Vế trái có nhân tử x chung nên cô sẽ đi phân tích vế trái thành nhân tử thì ta được phương trình x nhân cho mở ngoặc x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0. Và áp dụng công thức giải phương trình tích thì ta được hai trường hợp, đó là x bằng 0 hay x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0. Thì ở trường hợp thứ nhất là x bằng 0 là nghiệm rồi nên chúng ta không giải nữa. Chúng ta sẽ giải phương trình x bình cộng 3x cộng 2 bằng 0 và cô gọi đây là phương trình số 2. Thì áp dụng trường hợp đặc biệt a trừ b cộng c thì ra được bằng 0 nên phương trình này nó sẽ có hai nghiệm, đó là x1 bằng trừ 1 và x2 bằng trừ 2. Vậy từ hai trường hợp ta kết luận phương trình đề bài cho nó sẽ có 3 nghiệm. Nghiệm thứ nhất x1 bằng trừ 1, x2 bằng trừ 2 và nghiệm thứ ba x3 bằng 0. Như vậy cô và các em đã tìm hiểu xong về phương trình tích. Như vậy bài học ngày hôm nay cô cần các em nhớ cho cô các ý chính sau. Về phương trình trùng phương, dạng tổng quát của nó là AX mũ 4 cộng BX bình cộng C bằng 0, A khác 0. Về cách giải, chúng ta thực hiện 4 bước. Bước số 1, đặt X bình bằng T, điều kiện T lớn bằng 0. Khi đó phương trình trở thành AT bình cộng BT cộng C bằng 0. Bước thứ 2 là ta giải phương trình bậc 2 theo T và ta nhận T lớn bằng 0, loại T nhỏ hơn 0. Bước thứ 3 là ta thay X bình bằng T, rồi chúng ta tìm X theo công thức bằng X bằng cộng trừ căn T. Và bước thứ tư là chúng ta kết luận nghiệm của phương trình. Đối với phương trình chữ ăn ở mẫu, chúng ta thực hiện 4 bước giải sau. Bước số 1 là ta tìm điều kiện xác định. Bước thứ hai là ta quy đồng mẫu hai vế rồi khử mẫu. Bước thứ ba là ta giải phương trình. Và bước thứ tư là ta so ẩn vừa tìm được với điều kiện xác định. Sau đó chúng ta kết luận tập nghiệm của phương trình. Đối với phương trình tích thì dạng tổng quát của nó là AX nhân BX nhân CX vân vân bằng 0. Thì để giải chúng ta dùng công thức, đó là AX bằng 0 hay BX bằng 0 hay CX bằng 0. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô tin chắc rằng là qua cái bài học ngày hôm nay các em đã có đủ kiến thức để làm giải về các phương trình dạng này phải không nào? Cô chúc các em có thật nhiều sức khỏe để học tập và vui chơi. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình siêu trí nhớ học đường tiếp theo. Cô chào các em.